đây là những cái trường hợp mà bị nhiễm hàn do bàn chân nó bị đau nhức. Đây là bệnh nhân là bị sưng khớp này, cái khớp chân nó bị sưng này. Đấy. Khớp chân bị sưng này. Bị sưng này thì là bệnh nhân này là luôn có cảm giác là chân bị lạnh, cảm giác chân lạnh, cổ chân này, cổ chân sưng rất là to. Thế thì khi mà kiểm tra thì thấy là cái độ nhiễm hàn nó rất là sâu. Thì mình đang lọc trừ hàn cho họ này. Đây là những cái độc tố của trong cơ thể này. Sau là bệnh nhân này là họ có, bữa trước là họ có bị đau này, nhưng mà luôn luôn là chân lạnh, giấu mặt, bệnh nhân giấu mặt không cho quay mặt, chỉ cho quay chân thôi. Đấy, và khi mà mình đồn thì đồn đến đâu thì là thấy là cái chân là nó quá khủng khiếp luôn. Đấy. Đấy, ai mà đang trong cái tình trạng mà chân là nó tức tối này, nhức này, hay lạnh chân này, thì để ý đến những cái trường hợp nó bị nhiễm hàn như này nhé. Đấy, khi cạo bây giờ hỏi thì bệnh nhân nói là đỡ rất nhiều rồi đây này. Bệnh nhân đỡ rất nhiều. Đấy, sợ chưa? Ai mà đang trong cái tình trạng mà nó chân tay nó cứ nhức nhối này, đây là những cái trường hợp mà chân tay nhức nhối này, lạnh này, hay lạnh chân rồi, hay lạnh chân là do nhiễm hàn sâu này, nhiễm hàn sâu là do là để cái tủy nó đói. Trước này là mình ăn uống là thiếu khoa học, để cho cái tủy nó đói, nó lạnh chân thì nó gây là cái hàn nó nhiễm sâu vào trong các tủy xương, nó gây đau nhức mỏi. Hay là có những cái cách là học ăn uống là buổi tối là mình nên ăn là những cái món là có nhiều béo và có những cái gia vị cay, ví dụ như hành, tỏi, gừng, ớt, tiêu. Đấy, để cho nó là cái chất là nó dẫn cay về cho tủy sống. Là cái bữa ăn của buổi tối là bữa ăn cho tủy. Bữa ăn cho tủy thì nó cần chất béo, cần chất đạm và cần muối, cần gia vị cay. Xưa nay thì mình ăn là một cái ăn gọi là theo ngẫu hứng đó. Mình chưa một bữa nào mình ăn để dành riêng cho tủy đâu. Cho nên là tủy nó đói, nó sinh ra là nó phải lấy canxi và lấy các thứ để nó nuôi xương. Bây giờ mọi người nhìn cái cổ chân bây giờ nó khác hẳn ban nãy rồi đây ạ. Sau khi cạo thì bây giờ cái cổ chân nó nhẹ hơn ban nãy rất nhiều rồi. Đấy, lúc nãy là cái cổ chân nó sưng mút lên rất nhiều, bây giờ nó lỏng, nó nhìn thấy cái mắt cá rồi đấy. Mọi nhân lại còn không nói, không cho nói, không cho quay mặt. Đấy, bây giờ cử động này thấy cái chân dễ dàng hơn rồi đúng không? Sợ thật luôn. Em bỏ cái chân phải này, chị cạo cho em xem là xem nó có đỡ không, có bị chân phải không, hay là chỉ cái chân bên đau nó bị thôi. Cái chân bên kia của bạn ấy là nó bị sưng, cho nên là nó đau, nó bị nhiều đen hơn. Đấy, chân bên này nó không bị sưng cho nên là
có vẻ đỡ hơn đấy nhỉ, có vẻ đỡ hơn. Đấy, cái chân này không bị sưng thì đùn nó không bị đen như là cái chân bên 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 sưng đau kia.